Ở cùng thần chết. Ủa? Sao ngươi lại lấy trộm tiền của anh ấy? Cụ nói gì vậy? Cháu có lấy tiền của ai đâu chứ. Chính mắt ta đã nhìn thấy người lấy tiền trong chiếc mũ. Người mau trả lại cho anh ấy đi. Đồ ăn cắp, mau trả lại tiền cho người ta đây. Anh nên cất tiền cẩn thận hơn nha. Vâng, cháu cảm ơn cụ ạ. Cậu ấy cũng khá khá đấy. Ông già khiến mình cả tối chẳng kiếm được đồng nào. Cướp, cướp, tránh ra, nguy hiểm. Trời ơi, họ chết rồi sao? Tội nghiệp quá. Tôi đã nhìn được rồi. Ngươi nhìn được mỗi vật là vì ngươi đã chết rồi. Cả ngươi cũng vậy. Không, không. Ông là ai? Ta là thần chết. Ta đến đây để lấy linh hồn của các ngươi. Tôi chưa muốn chết. Tôi còn trẻ. Sao lại bắt tôi chết sớm như vậy chứ? Người như ngươi sống thì có ích gì? Cả đời chỉ biết lang thang trộm cắp. Đến những đồng bạc lẻ của người mù mà ngươi cũng sinh lòng tham thì chết cũng đáng lắm. Hôm đó tôi đói quá nên mới cướp của anh ta. Chứ giàu có thì ai phải làm những việc sai trái như vậy chứ? Ý người nói trộm cắp là do hoàn cảnh chứ không phải do ngươi sao? Đúng vậy. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ không bao giờ gây ra những tội lỗi như thế. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có đáng chết không khi mà ngươi chỉ bị phá lây bởi tên cướp này? Đời người ai chẳng phải chết một lần. Trong đời có một khoảnh khắc tôi được nhìn thấy màu sắc vàng vật thế này thì tôi chết cũng đáng rồi. Vậy thì đi thôi. Đi đâu thì các ngươi sẽ biết ngay thôi. Ôi, đẹp quá. Đây là lâu đài của ta. Bây giờ các ngươi hãy ở đây một thời gian trước khi linh hồn theo ta đến khỏi chết. Đây là phòng ăn. Trong thời gian ở đây, các ngươi được tùy ý đi lại và sử dụng mọi thứ. Các ngươi sẽ không thiếu thốn gì cả, nhưng tuyệt đối không được mở vào căn phòng ở cuối hành lang. Tôi không mơ đấy chứ. Từ bây giờ chúng ta sẽ được sống trong tòa lâu đài sang trọng thế này sao? Cuộc sống thế này mới thật là tuyệt vời chứ. Biết thế này thì tôi đã chết sớm hơn rồi. Ôi, một cuộc sống đủ đầy nhưng vô vị quá. Anh đã muốn quay về là một kẻ nghèo kiết xác kiếm ăn ven đường hay sao? Tôi muốn chơi đàn, muốn hát cho mọi người trên phố nghe, muốn được mọi người mỉm cười khi nghe tiếng đàn. Đó mới thực sự là cuộc sống mà tôi mong muốn. Trời ơi, anh bị điên rồi. Sung sướng không muốn hưởng, lại muốn sống khổ sở sao? Này, cậu biết gì về bí mật của căn phòng ở cuối hành lang chưa? Hôm qua, tớ vừa nghe lén và biết được căn phòng đó có chiếc hộp chứa bí mật về quyền năng của thần chết. Ai có được nó thì sẽ bất tử và trở thành người quyền lực nhất thế gian đó. Vậy nghĩa là chúng ta mở được chiếc hộp đó thì chúng ta sẽ trở nên quyền lực hơn cả nhà vua sao? Tất nhiên rồi. Cậu chớ có nói với ai chuyện này nha. Chiếc hộp rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ xảy ra tai họa đó. Anh đã nghe thấy chúng nói gì chưa? Nếu mở được chiếc hộp đó, chúng ta sẽ có quyền năng hơn cả thần chết đấy. Hiện tại anh không phải làm lụng vất vả, chỉ việc nhàn nhã hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đủ với anh sao? Dẫu sao, cả tòa lâu đài này cũng là của thần chết. Ông ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và lấy đi tất cả. Chúng ta sẽ bị lôi đến cõi chết và chấm dứt chuỗi ngày sung sướng và hạnh phúc này.
sao chúng ta không nhân cơ hội này để thoát khỏi ông ta chứ? Tôi sẽ không làm điều đó đâu. Anh nên biết hài lòng với cuộc sống vốn khó của anh, thay vì cứ đi ăn trộm đi. Ý trời ơi, anh không làm thì tôi sẽ làm một mình. Tôi sẽ khiến tôi sống trở lại và giàu có như một vị vua ở thế giới người sống, chứ không phải cứ ở mãi thế giới nhàm chán này. Lúc đó anh đừng có hối hận nha. Sao lại thế này chứ? Anh tìm quyền lực ở chiếc hộp này sao? Anh đã nói với tôi rằng anh trộm cắp vì hoàn cảnh quá túng thiếu. Nhưng hiện tại, khi đã sống đầy đủ, anh vẫn trộm cắp. Như vậy có phải do hoàn cảnh không? Tôi chỉ tò mò bên trong chiếc hộp có gì thôi, chứ tôi không có ý gì cả. Chúng ta sẽ bị lôi đến cõi chết và chấm dứt chuỗi ngày sung sướng và hạnh phúc này. Sao chúng ta không nhân cơ hội này để thoát khỏi ông ta chứ? Cũng là nghèo khổ, thậm chí anh ta còn bị mù. Nhưng anh ta không trộm cắp của ai để sống. Còn ngươi đã làm việc sai trái, không biết hối hận, lại còn tìm lý do bao biện. Ngươi nên nhớ, lương thiện không do giàu có mà sinh ra, mà do con người lựa chọn. Ngươi đã không chọn điều đó rồi, ngươi đáng phải chết. Không, 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 không. Anh ta chết rồi. Nghe đâu anh ta là tên trộm có tiếng khu này, đến cả người mù anh ta cũng cướp nữa. Mình vẫn còn sống sao? Người thợ tài hoa. Dạ, con và tiểu thư thật lòng yêu thương nhau. Phòng quan lớn cho phép chúng con được đến với nhau ạ. Một tên thợ quèn như ngươi mà đòi cưới con gái ta sao? Cha, cha không biết đấy thôi. Trần Bạch bây giờ đã nổi tiếng là thợ tạc tượng ngọc giỏi nhất kinh thành rồi đó cha. Dù có nổi tiếng thế nào thì hắn cũng chỉ là hạng thường dân. Con đừng quên, con đã có hôn ước với con trai nhà tể tướng. Đừng làm gì, cả nhà ta phải gánh họa. Cha ơi, con cầu xin cha mà. Người đâu, mau nhốt tiểu thư lại, cấm không cho tên thợ này vào phủ. Không, con không thể lấy người mà con không yêu. Có ai theo nàng đến đây không? Không có ai đâu, chàng yên tâm. Vậy chúng ta mau đi thôi, đường tối, đường trơn, nàng đi cẩn thận nha. Mọi người ơi, tiểu thư bỏ trốn. Tên dân thường dám dụ dỗ con quan lớn bỏ trốn cơ đấy. Nàng đừng nhìn ngang nhìn dọc, kéo người ta nhận ra. Mỹ Lan, ta hứa không bao giờ khiến nàng phải chịu khổ. Hai năm sau. Tiệm ngọc nhà chúng ta càng ngày càng nổi tiếng. Cứ thế này thiếp lo lắm. Vậy thì chúng ta sẽ có cuộc sống no đủ hơn. Vậy không tốt sao? Ngày càng có nhiều người ở xa tìm đến đây. Lỡ như có ai nhận ra chàng là Trần Bạch thì nguy. Hay là chàng chuyển qua làm đồ gốm đi. Nàng đừng lo, nơi này cách xa kinh thành lắm, sẽ không ai tìm được chúng ta đâu. Vậy thì chàng đừng tạc tượng đẹp quá, chỉ cần có người mua là được rồi. Ôi ngoan nào, con trai mẹ lại khóc rồi. Ôi ngoan nào. Ta làm sao mà tạc tượng cẩu thả như hàng vạn kẻ tầm thường được cơ chứ? Những bức tượng này đều là do anh làm cả sao? Đúng vậy, tất cả đều do chính ta tôi làm ra. Chẳng hay anh có liên quan gì đến một người có tên là Trần Bạch không? Tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ. Anh ta là thợ tạc tượng nổi tiếng nhất kinh thành. Nhìn nét tượng của nhà anh, tôi lại tưởng có liên quan, hay ít nhất cũng phải đồ đệ chân truyền của anh ta. Vậy tôi không quen ai ở kinh thành cả. Cho tôi mua bức tượng này. Chết rồi, vừa rồi có một người đến hỏi ta có biết Trần Bạch không. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi, phải mau trốn đi ngay bây giờ, kẻo không kịp. Thank you.
Không thể ngờ rằng có ngày mình phải nặng những thứ bùn đất này. Đây chính là con sư tử của tiệm Ngọc Bảo Hòa. Hiện tại rất khó mua được đấy ạ. Oh, đẹp quá, đẹp quá. Tiệm Ngọc Bảo Hòa, tiếng tăm lừng lẫy đây ư. Đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng không đến mức như thiên hạ đồn thổi. Có người chơi tượng ngọc của mình sao? Nhầm rồi, đây không phải tượng ngọc của tiệm Bảo Hòa. Anh chỉ là thợ làm gốm, biết gì về ngọc mà nói. Vậy là ông chưa được nhìn thấy đồ ngọc của tiệm Bảo Hòa bao giờ rồi. Đây mới chính là đồ của tiệm Bảo Hòa nha. Wow, đúng là tuyệt tác. Ôi, thật tinh xảo. Sao một thợ gốm bình thường như anh lại có được pho tượng quý này? Có một người quen đã tặng cho tôi nhiều năm về trước. Tôi cũng mê ngọc nên quý lắm, không nỡ bán. Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết đấy. Thật quý hóa quá. Anh thật tinh mắt và rất am hiểu về đồ ngọc đấy. Không ngờ ở đất này lại gặp được tri kỷ. Tôi xin tặng ông con sư tử này làm quà. Anh tặng tôi món quà quý như vậy, tôi nhận sao được. Tôi còn nhiều đồ ngọc lắm, hôm nào tôi sẽ cho ông xem. Vậy thì vinh hạnh quá. Cả thiên hạ đều khao khát từng bức tượng ngọc của mình, vậy mà chính mình lại phải giấu giếm, không dám nhận là do mình làm ra sao? Chàng lại khoe tượng ngọc nữa sao? Bây giờ khắp nơi đang đồn ầm việc chàng có những bức tượng quý giá kia kìa. Đến cả nói chuyện về ngọc ta cũng không được nói sao? Lẽ nào chàng còn chưa hiểu tình cảnh của chúng ta? Ta hiểu, vì hiểu nên ta mới phải sống với đám đất sét bẩn thỉu ngày qua ngày. Nàng còn muốn gì nữa đây? Là tiếp lo cho chàng, lo cho con, chứ thêm nào muốn gì? Những bức tượng ngọc đã gây họa cho chàng một lần rồi, chàng đừng làm gì khiến thiên hạ chú ý đến mình nữa. Tại sao thiên hạ chú ý đến ta? Vì những bức tượng của ta đều là báo vật. Ta đã từ bỏ niềm đam mê lớn nhất đời ta vì nàng, vậy mà nàng lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân nàng. Ta làm gì cũng không vừa ý nàng hết. Từ giờ ta sẽ làm những gì ta muốn. Ta là người tàn tượng nổi danh thiên hạ, chứ không phải một tên thợ gốm ở cái xó này đâu. Chàng, chàng ơi. Ôi trời ạ, vợ con anh bị quân lính bắt đi rồi kia kìa. Ông đừng lo, cô ấy là một đại tiểu thư, cô ấy sẽ không phải chịu tội gì đâu. Áo nàng cũ rách hết rồi sao? Sao không mặc cái nào lành hơn? Nếu không sao, giờ việc chạy trốn mới là quan trọng. Quan tệ tướng nhất định không tha cho chúng ta đâu. Nàng để ta làm cho. Nhà dột nhiều quá, hay chúng ta cất lại cái nhà ở cho tử tế đi. Thôi, thiếp tính để tiền mở xưởng gốm. Chàng khéo tay như thế, chẳng mấy sẽ đắt khách thôi, lúc đó sửa cũng được mà. Nàng đã vì ta mà từ bỏ cuộc sống nhung lụa. Ta chỉ biết đến sự hy sinh của mình mà quên mất nàng cũng đã chịu khổ quá nhiều mà chưa khi nào than vãn. Nhất định ta sẽ về kinh thành, không thể để nàng chịu tội một mình được. Hy vọng ông trời sẽ cho ta một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Điều kỳ diệu ở Alaska. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra vào mùa đông năm 1925 ở thị trấn Nome, bang Alaska. Con trai tôi, xin hãy cứu lấy con trai tội nghiệp của tôi, cứu lấy nó đi. Xin chị bình tĩnh, các bác sĩ đều đang cố gắng hết sức để điều trị cho cậu bé. Con trai tội nghiệp của tôi, nó đang khỏe mạnh cơ mà. Nó mà chết, chắc tôi cũng không sống nổi nữa. Dịch bạch hầu này ngày càng diễn biến phức tạp và chắc chắn sẽ lây lan nhanh chóng trong thị trấn. Nếu không có chất kháng độc tố thì ước tính tỷ lệ tử vong của gần 10.000 người ở Nome và khu vực quanh đó có thể lên đến 100%. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ. Nhưng chỉ có mình tôi là bác sĩ ở đây, một tay không thể cứu hết được 10.000 người. Do vậy chúng ta cần gấp huyết thanh kháng độc tố. Tuy nhiên giờ ở đây chúng ta hoàn toàn không còn huyết thanh nữa. Đi lấy huyết thanh giữa trời bão tuyết nguy hiểm này sao? Nơi gần nhất có huyết thanh là Nenana, tuyến đường sắt cách chúng ta hơn 1.000 km. Đi và về mất cả tháng trời. Thật sự khi lấy về cũng không thể dùng được, vì huyết thanh chỉ bảo quản bên ngoài được ít ngày, lúc đó cũng hỏng hết rồi. Sân bay cũng đóng băng, không hoạt động được.
À, phải rồi, tôi có ý này. Anh Sếp Ba La, nếu đến Nenana, chuyến này cả đi lẫn về, anh dự tính mất khoảng bao lâu? Nhanh nhất khoảng 25 ngày, với tình hình tuyết dày như thế này ạ? Không được, huyết thanh chỉ bảo quản được nhiều nhất 6 ngày thôi. Anh có thể đưa đàn chó kéo xe của bưu điện đến Nenana mang huyết thanh về trước 6 ngày được không? 6 ngày? Chúng tôi phải di chuyển với thời gian ngắn bằng 1/4 bình thường sao? Tôi biết trạm y tế đang cần huyết thanh gấp, nhưng thực sự đó là điều bất khả thi. Chưa kể sẽ gặp bão tuyết nữa, chúng tôi rất dễ phải bỏ mạng. Trước khi mang được huyết thanh về thì đã bị cái lạnh giết chết rồi. Anh yên tâm, trên đường chúng tôi đã sắp xếp những đội chó kéo xe khác từ phía Nenana để tiếp ứng rồi. Cả thị trấn đang cần anh và những chú chó này. Đây là cách mạo hiểm duy nhất, là tia hy vọng mong manh có thể cứu sống họ. Ông Peter, lại thêm một bệnh nhân nhi nữa tử vong vì bạch hầu rồi. Chúng ta đã hết sức cứu chữa, duy trì sự sống cho cháu, nhưng mà... Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn họ chết đi lần lượt như vậy? Đi nào các chú mày, chúng ta cần rút ngắn hành trình càng sớm càng tốt. Anh đi lấy huyết thanh đúng không? Tôi đã mang đến từ Nenana tiếp ứng đây. Tôi là Ivanov. Chắc có lẽ anh sẽ phải tăng tốc đấy, Sếp Ba La. Tôi đã di chuyển mất 3 ngày rồi, giờ chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu không muốn huyết thanh bị hỏng, sẽ mất hoàn toàn tác dụng. Giờ tôi sẽ đi đường tắt cho nhanh. Đường tắt là đường nào? Đi xuyên qua vịnh Nô Tên. Hả? Vịnh Nô Tên? Anh điên rồi. Đó là một dòng sông băng, nó sẽ khiến anh và đàn chó chìm nghỉm bất cứ lúc nào. Lại sắp có bão tuyết nữa. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Nhiều người đang nằm chờ chết vẫn đợi tôi. Mặt sông băng tuy không chắc chắn, nhưng đi men theo bờ phải mất hơn 1 ngày. Còn nếu đi xuyên qua sông chỉ mất gần nửa ngày thôi. Anh nên chọn lối an toàn hơn, vì anh đang giữ huyết thanh. Nếu anh có mệnh hệ gì trên dòng sông lạnh giá đó, thì những bệnh nhân ở thị trấn coi như hoàn toàn hết hy vọng. Tôi nghĩ đi qua quãng đường lâu hơn là mạo hiểm với tính mạng của họ. Lỡ tôi về không kịp thời gian thì sao? Đành đùa với tử thần một phen vậy. Đi nào các chàng trai. Sếp Ba La, anh sẽ chết đấy. Trước khi cứu mạng người khác thì anh phải cứu lấy mạng mình chứ. Togo, giờ chú mày đi trước dẫn đoàn vượt qua mặt sông băng này nha. Tao tin mày. Nguy rồi, bão tuyết mịt mờ thế này là mình không nhìn được đường nữa. Gió thổi mạnh cũng không nghe được mặt băng vỡ nứt. Đành phó thác cả cho Togo vậy. Đó là hy vọng sống sót duy nhất của mình. Togo, Togo, không được rồi, Togo bị rơi xuống sông rồi. Tại mình, tất cả là tại mình. Chính mình đã vội vàng ra quyết định ích kỷ đi qua con sông này mà không nghĩ đến tính mạng của đàn chó. Togo, Togo à, mày ở đâu? Đừng chết, Togo. Mày đây rồi, tao biết mày là một chú chó dũng cảm mà. Không sao rồi. Ôi không. Togo, tao xin lỗi. Nếu mày quá mệt rồi thì không cần chạy nữa đâu, nằm nghỉ đi thôi. Chân mày bị thương rồi, tao và các bạn sẽ đưa mày về nha. Mày vẫn muốn dẫn đoàn về hết hành trình đúng không? Cảm ơn mày, Togo. Mau lên, còn nửa ngày nữa là huyết thanh hết thời hạn bảo quản rồi. Mau đem vào cho các bệnh nhân. Ơi, thật may mắn quá. Không thể tin nổi, họ vượt qua hàng trăm cây số chỉ trong 5 ngày rưỡi ở cái thời tiết khắc nghiệt này. Tôi rất tiếc, do nhiệt độ quá lạnh và di chuyển quá sức nên có lẽ Togo sẽ không đi lại được nữa. Nó sẽ không bao giờ chạy được nữa sao? Nó đã cố gắng đứng dậy để tiếp tục là con chó đầu đàn. Tôi thật tệ. Đừng quá đau buồn, Sếp Ba La. Togo là một chú chó dũng cảm và trung thành. Nó đã cứu sống cả thị trấn này. Đây sẽ là chiến công huy hoàng nhất, đáng khâm phục nhất trong cuộc đời của nó. Cảm ơn anh và cả đoàn chó kéo xe. Các bạn là những người anh hùng.
để kỷ niệm dấu mốc lịch sử những chú chó Husky cứu sống 10.000 người ở bang Alaska. Mọi người đã đúc một bức tượng Husky bằng đồng và đặt ở công viên trung tâm New York. Chúng đã trở thành những anh hùng huyền thoại. Câu chuyện về những chú chó trung thành, dũng cảm ở vùng đất lạnh lẽo băng giá đã sưởi ấm trái tim và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Quà tặng của chồng. Mẹ ơi, sao hôm nay bố về muộn thế ạ? Ừ nhỉ, à mà ngày mai là 20 tháng 10, có khi bố con ở lại liên hoan chúc mừng chị em phụ nữ ở văn phòng cũng nên. Mai là ngày phụ nữ Việt Nam, thế nào bố cũng mua quà tặng mẹ, mẹ nhỉ? Ừ, năm nào mà bố con chẳng mua cho mẹ một bó hoa ở vỉa hè. Mẹ không thích ạ? Bố con thì chỉ mua lấy lệ thôi, có gì mà thích. Để mẹ gọi cho bố con xem bố có về ăn cơm hay không. Bố đã về đây. Tặng mẹ cô Tùng nhân ngày 20 tháng 10 nè. Còn đây là chiếc ví mà em thích. Ôi, lại cả quà nữa. Sao năm nay chơi sang thế anh? Còn xem, mẹ con cảm động nghẹn ngào không nói lên lời luôn kìa. Tại em ngạc nhiên quá. Năm nay tặng em bó hoa to thế, lại còn có cả quà nữa. Bó hoa cũng phải vài trăm ngàn, lại còn chiếc ví này, chắc cũng mất cả bạc triệu. Mẹ tặng cô Tùng hay thật. Quà cáp chồng tặng, lại còn cứ tính tiền làm cái gì. Thế có thích không? Thì em nói thế thôi, chứ lại chả thích. Bao nhiêu năm cưới nhau, đây là lần đầu em được anh tặng cho bó hoa to như thế này đó. Chả bù cho mọi năm. Chào cả nhà, hôm nay là 20 tháng 10 đấy. Chị em đã được tặng quà gì chưa? Em được tặng quà hôm qua rồi chị. Em thì chắc là phải tối nay mới được tặng, hôm nay mới đúng ngày mà chị. Năm nay không ngờ ông xã mình lại hào phóng thế. Mình phải ra khoe mới được. Chị cũng được tặng quà từ tối qua rồi. Trời ơi, quà của Tâm này mọi người ơi. Trời ơi, xịn quá à. Cái này tầm 30 củ đấy chị em ạ. Đúng là ông xã nhà Tâm thật tuyệt mà. Còn đây là quà của em nè. Trời ơi, đây có phải là con bốn bánh thời thượng mà em nói với chị là em thích đó không? Vâng, chính là chiếc đó. Tối hôm qua ông xã tặng cho em đó chị. Ôi, chiếc ô tô đó hơn 1 tỷ cơ mà. Em là vợ đại gia có khác. Chị Trang, vừa nãy chị bảo hôm qua được ông xã tặng gì thế? Chị đang bận một lát. Em về đây, nay ông chồng hẹn đi ăn nhà hàng đó mấy chị. Thôi chị cũng vậy nè, gớm không biết là đãi vợ món gì nữa. Cứ tưởng năm nay được khoe với mọi người về món quà của lão chồng. Mình đúng là số hẩm hiu mà, lấy chồng hơn 10 năm, mỗi năm thì chỉ có vài bông hoa vỉa hè. Lần đầu được lão ấy tặng cho một bó hoa to, đã tưởng là sung sướng lắm rồi, ai dè. Bố cô Tùng đấy à, gọi gì đấy? Em về chưa? Bố con anh đã nấu cơm xong rồi. Em về sớm ăn cho nóng ha. Giờ em về nhà đây chứ còn đi đâu nữa. Hỏi thế cũng hỏi. Đúng là các chị em có số hưởng thụ đi ăn hàng, còn số mình thì... Chị ơi, mua nốt mấy cân cam cho em với, để em còn đi về. Chắc hôm nay ngày phụ nữ nên muốn về sớm để nhận quà của ông chồng chứ gì. Không chị ơi, cháu nhà em nó đang sốt, em về xem cháu nó như thế nào, còn cơm nước cho nó, chứ em nào biết nhận quà 20 tháng 10 là gì. Chị Trang đã đi về rồi đấy ạ. Gớm, hôm nay ngày đặc biệt có khác, đi đâu mà vui vẻ thế em. Chả giấu gì chị, hôm nay em nhận được quyết định ly hôn của tòa rồi. Hả? Em ly hôn sao? Nhưng sao trông em vui thế? Suốt 8 năm nay lấy chồng, không có ngày nào là không bị đánh. Trên người em giờ chả còn chỗ nào là không có sẹo nữa rồi. Hôm nay em được giải thoát, phải vui chứ chị. Thôi, em đi sang ngoài đây. Cùng là chị em phụ nữ, mỗi người một số phận. Cũng là ngày hôm nay, có chị em được chồng tặng cả món quà tiền tỷ. Có chị em thì chưa từng được nhận lấy một bông hoa. Có
cô thì vui sướng khi nhận được quyết định ly hôn của tòa. Mỗi người một hoàn cảnh, còn mình... Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Mỗi người một hoàn cảnh mà, sao mình lại buồn vì món quà của chồng mình chứ? Con cũng có quà cho mẹ nè. Con yêu mẹ. Cảm ơn con trai của mẹ. Con no quá rồi, con đi ngủ đây. Vào phòng nghỉ một lát, đánh răng rồi mới đi ngủ con nha. Vâng ạ. Hôm nay để anh dọn cho. Alo. Vâng. Dạ vâng ạ. Thế ạ? Vâng, em sẽ nhắc nhà em ạ. Chồng của Cái Hân, bác sĩ điều trị của anh vừa gọi điện cho em đấy. Anh ấy nói tháng này anh không mua thuốc dạ dày, nếu không dùng liên tục thì không khỏi được đâu anh. Anh không dùng một tháng cũng không sao mà, tháng sau anh lại mua thuốc tiếp. Vì sao lại phải bỏ một tháng không uống thuốc hả anh? Em biết rồi, anh vừa mua quà cho em nên hết tiền rồi phải không? Anh à, vậy mà em cứ nghĩ anh không quan tâm tới em. Thực ra vợ chồng mình cũng không dư giả tiền để anh dễ dàng mua cho em những món quà đắt tiền. Từ nay em không cần quà nữa đâu, chỉ cần anh và con luôn khỏe mạnh, gia đình mình luôn hạnh phúc là được rồi. Ước mơ thầm kín. My à, con đang làm gì đấy? Dạ không ạ, con đang chuẩn bị nấu ăn thôi. Con đừng có nghịch bột nữa, vào nhà học bài đi, để mẹ nấu ăn cho. Kỳ thi đại học sắp tới rồi đó. Hình như 3 hôm nữa là hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường đại học. My, con đã nộp xong hết chưa vậy? Dạ con. Con gái mình luôn tự làm chuyện học hành thi cử, chuyện đó em đâu cần phải lo đâu. Ừ nhỉ, mẹ thật lắm cẩm mà. Mà những trường hôm trước bố mẹ nói chuyện với con đã lựa chọn được chưa? Con vẫn chưa quyết định ạ. Con cứ nộp hồ sơ vào các trường top đầu cho mẹ. Con bé My nhà mình học giỏi nên chả phải lo lắng gì hết á. Chứ mấy cô mấy bác ở cơ quan em cứ lo mất ăn mất ngủ ấy chứ. Phải rồi, có con gái học giỏi cũng tự hào thật. Các bác ở cơ quan bố toàn đưa con ra làm gương cho các con của họ đấy. Trời, điểm toán và điểm lý của cậu cao thế. Sau này tớ muốn trở thành kỹ sư xây dựng. Nè, xem bảng điểm của tớ chưa? Dạ, điểm văn của cậu chắc hẳn sẽ cao nhất đấy nhỉ. Tớ cũng không biết, nhưng mà sau này tớ sẽ trở thành cô giáo dạy văn đấy. My, điểm của cậu không cao hả? Sao cậu buồn thế? Dạ, điểm cao thế, môn nào cũng cao luôn kìa. Cậu đúng là học sinh giỏi toàn diện mà. Riêng My thì thi trường đại học nào cũng đổ rồi. Chắc chắn hôm nay cậu sẽ nộp hồ sơ vào những trường top đầu đúng không? Vậy cậu định sau này sẽ theo ngành nào vậy? Tớ... Alo. Vâng, cô giáo ạ. Thật thế hả cô? Hả? Sao lại có chuyện như vậy nhỉ? Dạ, cảm ơn cô giáo. Có gì tôi sẽ hỏi cháu ạ. Có chuyện gì thế em? Cô giáo của con My gọi điện. Cô nói rằng con bé không có nộp hồ sơ vào trường đại học nào hết á. Mà hôm nay đã là hạn cuối rồi anh. Hả? Sao có chuyện đó chứ? Em thử gọi cho con xem sao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết là có chuyện gì với con bé nữa, mà giờ này nó cũng chưa về. Chắc chắn bố mẹ sẽ không tha thứ cho việc mình không nộp hồ sơ ứng tuyển vào một trường đại học nào hết. Em có làm sao không? Em không sao.
Nhưng chắc xe của em bị hỏng rồi, phải làm sao đây? Thật may, cửa hàng sửa xe của anh ở bên kia đường kìa. Để anh dìu em vào cửa hàng anh ngồi nghỉ một lát, chờ anh sửa xe cho. Em cảm ơn anh. Xe của em hỏng nhiều quá, chưa xong ngay được đâu. Giờ cũng đã muộn rồi, để anh đưa em về. Còn xe của em thì mai đến lấy nha. Ôi, anh tốt quá. Vậy em phiền anh à? Mấy đứa bạn thân của con bé đều không biết con bé đi đâu. Giờ phải làm sao hả anh? Có lẽ anh phải đi đến trường con bé xem sao. Giờ này thì làm gì có ai ở trường chứ? Con chào bố mẹ ạ. Con làm sao thế? Sao giờ này mới về? Con làm bố mẹ lo quá. Có chuyện gì hả con? Dạ con không sao đâu ạ. Chỉ là con bị ngã ở đường. Cũng may là gần cửa hàng của anh sửa xe này. Anh đưa con về nhà. Còn xe của con ngày mai mới sửa xong ạ. Vậy còn chuyện không nộp hồ sơ đại học là thế nào? Con có biết hôm nay là hạn cuối hay không? Con không có ý định thi đại học. Con nói cái gì vậy My? Con ơi là con khổ không hả trời? Thế bây giờ thì phải làm sao đây? Công ăn học 12 năm trời, định đổ xuống sông xuống bể hết hả? Bác hãy bình tĩnh đi. Chắc em ấy có lý do nào đó. Cậu là ai? Đây không phải là việc của cậu. Nhìn cháu quen quá. Hình như cháu là con bố Bình phải không? Vâng ạ. Sao chú biết bố cháu ạ? Trời ơi, bác với bố cháu là bạn học ngày xưa. Bác mới gặp bố cháu cách đây một tuần. Ông ấy có khoe ảnh gia đình. Bác nhìn là nhận ra cháu ngay. Cậu này là con bác Bình hôm trước tới nhà mình chơi đây hả? Trời ơi, mời cháu vào nhà. May quá, thế nào lại gặp người quen. My này, chuyện của con chúng ta sẽ nói sau. Nhưng có anh Hòa ở đây. Mẹ muốn nói là anh Hòa là con bác Bình bạn của bố con. Anh ấy giỏi lắm đấy nha. Đúng đó, anh Hòa tốt nghiệp 2 bằng đại học bên Mỹ, thông thạo 4 thứ tiếng đấy con à. Đấy, con thấy chưa, anh ấy đã có 2 bằng đại học, được đi đây đi đó. Chắc bố anh ấy cũng tự hào lắm đó con. Bây giờ cháu đang làm gì rồi? Chắc một công việc tốt lắm phải không? Dạ, cháu làm nghề sửa xe ạ. Hả? Sao lại nghề sửa xe? Nhưng anh giỏi giang như thế, tại sao lại không chọn nghề gì khác? Ý em là một nghề cao sang nào đó mà xã hội tôn vinh đó. Thưa hai bác, từ bé cháu đã có niềm đam mê với những con ốc vít. Cứ xuển ra là tháo xe của bố mẹ ra nghiên cứu. Dù học tốt, nhưng cháu vẫn muốn theo đuổi công việc mình yêu thích. Nên cháu không ứng tuyển vào một công ty nào cả, mà tự đi con đường riêng. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình được là chính mình mà thôi. Bố mẹ cháu cũng đồng ý để cháu theo đuổi đam mê đó sao? Dạ, bố cháu nói nếu đó là hạnh phúc của cháu thì bố không ngăn cấm ạ. Niềm đam mê thì lại không có công thức chung dành cho ai cả. Có người đam mê với công việc này, có người lại đam mê với công việc khác mà bác. Bố mẹ ơi, từ trước tới giờ con nhìn đâu cũng thấy bạn bè mong muốn làm công việc nọ công việc kia, toàn là những công việc cao sang. Chính vì thế mà chưa bao giờ con dám nói với ai về mong muốn của mình. Con không muốn trở thành bác sĩ hay kỹ sư gì đó. Con muốn trở thành thợ làm bánh. Trong xã hội này, làm nghề nào cũng là nghề thanh cao hết em ạ. Miễn là em thực sự đam mê và muốn theo đuổi nó tới cùng. Hai bác nghĩ có phải không ạ? Con xin lỗi bố mẹ vì con đã không nộp đơn vào trường đại học nào cả. Hôm nay, vì không biết đối mặt với bố mẹ thế nào, nên con đã không dám về nhà. Bố mẹ hơi ngỡ ngàng, nhưng bố mẹ luôn mong con được hạnh phúc. Nếu công việc đó mang lại hạnh phúc cho con, làm cho cuộc sống của con có ý nghĩa, thì bố mẹ luôn ủng hộ. Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn anh. Nhờ có anh, em đã có thể dám nói ra ước mơ của mình. Giờ thì em có thể ngẩng cao đầu, tự tin nói với mọi người rằng em muốn trở thành cô thợ làm bánh. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.